các bạn cái phép kiểm định one way ANOVA. Được không nào? Thông thường thì mình sẽ trình bày cái phép kiểm định one way ANOVA này nó ngay sau cái phần independent sample t-test. Thì bởi vì như hồi nãy mình nói với các bạn đó là những cái biến mà nó phân loại từ hai đáp án trở lên, bởi vì hai đáp án thì cái phần one way ANOVA nó làm cũng được, đúng không? Nhưng mà từ 3 trở lên thì rõ ràng là independent sample t-test làm không được, cho nên là phải sử dụng one way ANOVA. Và cái hai cái phép kiểm định là independent sample t-test và one way ANOVA cũng được xem là hai cái phép kiểm định mà các nhà nghiên cứu hay đưa vào trong cái phần kiểm định, không phải là kiểm định mà là những cái phần mà sau mô hình đó, tức là sau mô hình họ muốn làm thêm hai cái phép kiểm định này các bạn nhé. Đấy rồi, tiếp theo thì ở đây mình sẽ trình bày về cái phép kiểm định one way ANOVA. Thì về mặt lý thuyết thì như các bạn đã biết rồi, phân tích phương sai một yếu tố đó là một sự mở rộng của cái phép kiểm định independent sample t-test. Được không nào? Vì cái phương pháp này nó giúp chúng ta so sánh giá trị trung bình từ hai nhóm trở lên. Independent sample t-test là chỉ hai nhóm thôi. Còn ở đây là nó sẽ là hai nhóm trở lên. Tức là hai nhóm nó làm cũng được. Đúng không? 3 4 5 6 7 nhóm cũng được. Giống như là cái hai nhóm là gì? Là hoặc là ba nhóm là gì? Đó là cái đáp án của cái câu hỏi phân loại đấy. Giống như nãy mình nói với các bạn đó. Đúng không? Trình độ A, trung cấp B, cao đẳng C, đại học D, sau đại học, hoặc là câu hỏi về thu nhập A dưới 5 triệu, B từ 5 đến 10 triệu, C trên 10 triệu. Được không nào? Thì giả thuyết Hack-Yarrow đưa ra đó là phương sai tổng thể bằng nhau, tức là không có sự khác biệt về giá trị trung bình. Được không nào? Đấy, và ngược lại với giả thuyết Hack-Yarrow đó là giả thuyết khác 1, tức là phương sai các tổng thể không bằng nhau. Đấy, cũng giống như vậy thôi, đúng không nào? Đấy, thì ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ chấp nhận Hack-Yarrow khi nào? Khi hệ số sigma lớn hơn 5%. Và chúng ta sẽ chấp nhận H1 khi hệ số sigma bé hơn 5%. Được chưa nào? Đấy, rồi. Tuy nhiên, để đọc được kết quả thì các bạn cần phải lưu ý. Trước hết là chúng ta cần phải kiểm tra cái hệ số sigma của kiểm định Lenevé. Và khi mà hệ số sigma của kiểm định Lenevé nó lớn hơn 5% á, thì chúng ta sẽ dùng bảng ANOVA. Mà khi hệ số sigma của kiểm định Lenevé bé hơn 5% là chúng ta sẽ sử dụng bảng Robert test. Được không nào? Đấy. Dù dùng bảng ANOVA hay dùng bảng Robert test thì các bạn cần phải lưu ý giúp mình, đó là nó sẽ có sự khác biệt khi hệ số sigma bé hơn 5% này. Đấy, hai bên, đúng không? Và không có sự khác biệt khi hệ số sigma lớn 5%. Là H1 và H1 nè, đúng không? Còn H lớn 5% là H0 đấy. Đúng không nào? Sigma bé hơn 5% tức là H1, còn sigma lớn 5% tức là H0. Được không nào? Đấy, thì đó là về mặt lý thuyết các bạn cần phải nắm cho mình. Được không nào? Đấy, với dưới dạng video như thế này thì các bạn có thể bấm dừng video để mà xem lại lý thuyết hoặc quay lại cái phần lý thuyết bất cứ lúc nào. Được không nào? Rồi thì bây giờ mình sẽ vào trong phần mềm và mình thực hiện thao tác mẫu một vài cái trường hợp để các bạn có thể xem xét. Và cũng tương tự như vậy thì ở đây các bạn thấy rằng là mình sử dụng lại cái biến FTB. Được không nào? Và mình sử dụng cái biến là trình độ, bởi vì trình độ là cũng là 2 này, 3 này, 3 đáp án này. Đúng không? Hoặc là độ tuổi này là 4 này. Thu nhập này là 3 này. Đúng không nào? Nhưng mà lát nữa mình cũng sẽ làm lại cái biến trình giới tính để cho các bạn đối chiếu so sánh thử. Đúng không? Giống với independent sample t-test không? Được không nào? Trước là mình làm một cái biến trình độ trước. Đúng không nào? Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng giữa các trình độ khác nhau. Đúng không nào? Khi mà mình đưa cái biến F trung bình, tức là cái biến đại diện cho cái sự hài lòng công việc, và phân nhóm theo cái trình độ, tức là gì? Tức là hàm ý kiểm định là gì các bạn? Xem thử các đối tượng có trình độ khác nhau thì cái sự hài lòng công việc của họ có khác hay nhau hay không. Đúng không? Đấy. Rồi. Mình sẽ vô analyze, mình sẽ vô comparing, chọn one way ANOVA. Rồi tại đây mình sẽ đưa cái biến sự hài lòng này vào trong dependent list, hoặc là đưa nhiều biến đấy. Ở đây mình sẽ đưa cái biến cần phân loại để biến trình độ vào khung là factor. Được không nào? Tiếp tục mình sẽ chọn cái mục đó là option. Trong mục option mình sẽ chọn descriptive để nó cho ra giá trị trung bình của từng cái nhóm phân loại trình độ đấy, để chúng ta so sánh ai cao hơn, đúng không? Tiếp vào mục đó là homonegativity of variance test là để cho ra cái bảng Lenevé để xem thử giá trị sigma của kiểm định Lenevé như thế nào, đúng không? Và tích vào bảng Well nó sẽ cho ra bảng Robert test. Còn cái bảng ANOVA là nó cũng hiển thị từ cái mục đó là homonegativity of variance test đấy các bạn. Rồi các bạn bấm continue, những mục còn lại không cần phải bấm. Rồi bấm OK cho mình.
Đấy, các bạn thấy nó ra bốn bảng các bạn nha. Bảng thứ nhất đó là cái bảng giá trị thống kê, phân loại theo từng nhóm trình độ của cái biến sự hài lòng. Được chưa? Đây, giá trị trung bình nè. Đây, nhìn vào đây thì các bạn thấy rằng là trong tổng thể là 198 mẫu thì có 23 người là trình độ trung học phổ thông đấy. Và 23 người này người ta đánh giá sự hài lòng có đạt mức giá trị trung bình là 3,92. Đúng không? Đằng sau này thì các bạn thấy là độ lệch chuẩn, sai số vân vân. Đấy, chúng ta quan tâm đến cái phần này. Tiếp theo thì chúng ta coi được cái giá trị sig, cái giá trị của kiểm định Lenevé. Vì đây là cái Lenevé static và giá trị sig là 0,091. Đổi ra phần trăm tức là 9,1%. Lớn hơn 5%. Lớn hơn 5% là coi bảng nào các bạn có nhớ không ạ? Lớn hơn 5% đây nè. Lớn hơn 5% là dùng bảng ANOVA. Đấy, thấy chưa? Đấy, lớn hơn 5% là dùng bảng ANOVA. Đấy, dùng bảng ANOVA bởi vì dưới này nó có bảng ANOVA này, các bạn thấy này. Và bảng Robert Test này. Thì cái của chúng ta dùng là bảng ANOVA. Bảng ANOVA có hệ số sig là 0,286, lớn hơn 5%. Bởi vì đổi ra phần trăm là 28,6% là lớn hơn 5%. Mà lớn hơn 5% là chấp nhận giả thuyết khác một, tức là có sự khác biệt. Đúng không? Có sự khác biệt thì cụ thể ở đây các bạn thấy là đối tượng có trình độ nào là sự hài lòng công việc cao nhất ạ? À, cái người mà sau đại học là hài lòng công việc nhất. Đúng không? Còn cái người mà hài lòng công việc thấp nhất đó là đại học. Được không nào? Còn cái người mà hài lòng công việc thứ nhì đó là trung học phổ thông, và thứ ba đó là trung cấp và cao đẳng. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, được không nào? Thì đây là cái phép kiểm định One Way ANOVA. Tương tự như vậy, ví dụ như bây giờ mình vào nè, cầm Benjamin nè, One Way ANOVA. Được chưa? Và ngoài cái biến sự hài lòng ra thì mình muốn kiểm định cái biến E, biến D, tức là nhiều biến một lúc đấy. Bấm OK. Đây thì các bạn tương tự các bạn nhìn. Được không nào? Đấy, rồi. Đấy, cách đọc thì tương tự ha. Ở đây thì mình muốn làm cái phép kiểm định lại cái biến giới tính để cho các bạn đối chiếu nè. Với sự hài lòng này, trình độ đưa ra này, giới tính này. OK. Đấy, thì các bạn thấy nè, cái biến giới tính, đúng không? Nó có cái kiểm định sig của kiểm định Lenevé là 650, đúng không? Đây nè. Đây nè, 650 này, các bạn thấy nè, hồi nãy mình làm ra 650 nè. Đúng không? Bên này là 2027 nè. Đúng không? Bây giờ là cũng là 650 là của Lenevé nè. Đúng không? 027 nè. Đúng không? Mình sử dụng 027 mới đúng, vì 650. Còn dưới là nó 028 rồi, đúng không? Đấy, 027. Đấy, các bạn thấy nó giống không? Đấy. Được nè. Cho nên là hai đáp án mà hai biến nào nó có hai phân loại mình làm cũng được đối với One Way ANOVA. Cho nên là One Way ANOVA là từ hai nhóm trở lên chứ không phải là ba nhóm trở lên. Được không nào? Đấy. Rồi, thì đây là, và đây mình nhắc lại với các bạn, ví dụ như sau này cái chỗ này này, cái giá trị sig của kiểm định Lenevé này mà nó nhỏ hơn 5% á, là mình sử dụng cái kết quả sig của Lenevé của kiểm định Robert Test là cái sig này các bạn nha. Đấy. Được không nào? Còn ở đây nó lớn hơn 5% thì sử dụng ANOVA. Đây. Rồi thì đó là cái phép kiểm định One Way ANOVA. Tiếp theo mình sẽ qua cái phép kiểm định đó là Two Way ANOVA. Được không nào? Tức là phân tích phương sai hai yếu tố. Được không nào? Thì ở đây là phân tích phương sai hai yếu tố là sự mở rộng của phép kiểm định phương sai một yếu tố. Nó sẽ kết hợp hai biến định tính cho một cái phép định lượng. Giống như hồi nãy là các bạn thấy là One Way ANOVA, đó là một cái biến định tính và một cái biến định lượng. Biến định lượng là biến FTB đấy, còn biến định tính là cái biến trình độ đấy các bạn. Đúng không? Hoặc là giới tính, đúng không? Đấy. Còn ở đây là nó sẽ có hai biến định tính luôn. Đấy. Và giả thuyết đưa ra thì nó cũng tương tự như vậy, H0 tức là phương sai các tổng thể bằng nhau, tức là không có sự khác biệt về giá trị trung bình. Và giả thuyết H1 tức là phương sai các tổng thể bằng không bằng nhau. Được không nào? Mà không bằng nhau tức là có sự khác biệt về giá trị trung bình. Được không nào? Đấy. Và chúng ta sẽ chấp nhận H0 khi hệ số sig lớn hơn 5% và chấp nhận H1 khi hệ số sig bé hơn 5%. Đấy. Thì ví dụ minh họa ở đây mình đưa ra cho các bạn thì các bạn dễ nắm nè. Khi mình đưa ra ví dụ thì mình đưa ra giả thuyết H0 luôn, bởi vì cái phép kiểm định này nó khá là phức tạp. Và mình nói với các bạn là phép kiểm định này nó không những nó phức tạp mà các nhà nghiên cứu cũng rất ít người sử dụng. Ví dụ như 10 người mình thấy chưa được một người sử dụng nữa. Đúng không nào? Đấy. Thì giả thuyết H0 đó là điểm đánh giá trung bình của cái biến A1 không có sự khác biệt về giới tính. Đúng không nào? Ở đây, đấy các bạn thấy là mình lấy cái biến A1 mình làm mẫu trong cái ví dụ này. Hoặc là ví dụ như bây giờ mình có thể sử dụng cái biến A trung bình luôn đi chứ không phải là A1, được không? Các bạn đấy, lát mình thực hành mình làm luôn cái biến A trung bình
đúng không? A trung bình thì nó đại diện tổng thể cao hơn, được không nào? Đấy, không có sự khác biệt khi xét về giới tính, được không nào? Và điểm đánh giá trung bình của cái biến A trung bình này nó cũng không có sự khác biệt về trình độ. À, như vậy các bạn thấy này, là trong cái ví dụ là tu với ANOVA thì ngoài cái việc là xét về giới tính thì nó xét luôn thêm cái biến trình độ nữa, hoặc là trình độ với độ tuổi, bạn hình dung không? Đấy, và là H0 cho nên là nó phải dùng từ là không có sự khác biệt, không có sự khác biệt. Và thêm một cái nữa là không có sự khác biệt về việc đánh giá biến ATP khi xét đến sự tương tác giữa giới tính và trình độ. Đấy, các bạn thấy không nào? Đấy, thì đây là ba cái giả thuyết mẫu, ba cái giả thuyết mẫu trong cái giả thuyết H0 là không có sự khác biệt. Các bạn có thể tham khảo để sau này các bạn viết cho bài của các bạn. Ví dụ như bài của các bạn sau này đó là sự hài lòng, đó là điểm đánh giá trung bình của sự hài lòng không có sự khác biệt về giới tính. Điểm đánh giá trung bình của sự hài lòng không có sự khác biệt về trình độ. Và không có sự khác biệt về việc đánh giá sự hài lòng khi xét đến sự tương tác giữa giới tính và trình độ. Ví dụ như vậy. Được không nào? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào trong phần mềm và mình thực hiện để cho các bạn xem. Và cái phép thực hiện đó, nó khá là phức tạp các bạn nha. Nó nhiều thao tác hơn so với lại những cái phép kiểm định vừa rồi. Được không nào? Rồi ở đây mình sẽ vào trong phần mềm này. Đây mình cũng làm y như vậy nha, A trung bình với giới tính với trình độ, đúng không nào? Đây. Rồi. Mình sẽ vô analyze. Mình sẽ vô trong cái mục đó là general linear model. Sau đó là mình sẽ chọn cái mục đó là univariate. Được không nào? Đấy. Trong cái mục univariate này mình sẽ đưa cái biến mà mình cần đánh giá đó là A trung bình chẳng hạn vào trong cái khung đó là dependent variable. Được không nào? Và trong cái mục đó là fit the factor thì mình sẽ đưa hai cái biến phân loại vào, đó là giới tính với trình độ vào. Được không nào? Các bạn thấy không nào? Đấy. Rồi tiếp theo mình sẽ bấm vào cái mục đó là option. Được không nào? Trong mục option thì các bạn thấy rằng là mình sẽ lần lượt chọn bốn cái mục đó là descriptive static, estimate of effect size, observed power, homonegative test. Những cái giá trị này các bạn thấy quen không? Ví dụ như homonegative test này là cái bảng ANOVA hồi nãy á, đúng không? Hoặc là bảng Lenevé, đúng không? Descriptive là cho ra giá trị trung bình của các nhóm phân loại, đúng không nào? Đấy. Rồi estimate là mức độ ảnh hưởng, đúng không nào? Rồi bấm continue. Đấy. Rồi các bạn thấy là bấm ok cho mình thì nó sẽ cho ra này. Bảng thứ nhất đó là bảng cho thấy được cái số lượng khi mà phân loại, ví dụ như phân loại theo giới tính này thì nam thì sẽ có 121 người, nữ sẽ có 77, còn trình độ thì trung học phổ thông là 23, trung cấp cao đẳng là 59, đại học là 75, sau đại học là 41. Được không nào? Bảng tiếp theo đó là bảng descriptive static thì sẽ cho biết được cái giá trị trung bình của cái biến mà các bạn đang đánh giá đấy, là cái biến A trung bình. Đúng không? Theo từng cái nhóm phân loại kết hợp giữa hai cái biến. Ví dụ như bạn kết hợp nam nữ, tức là giới tính với trình độ thì nó sẽ có này, giới tính nam với từng cái loại trình độ thì ra cái giá trị trung bình của cái biến A trung bình. Nữ với từng cái trình độ thì ra cái giá trị trung bình đánh giá của cái biến A mà các bạn đưa vào. Ví dụ như vậy. Được không nào? Đấy. Và tiếp theo đó là cái bảng Lenevé. Thì trong cái bảng Lenevé này thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có được cái giá trị sig của kiểm định Lenevé. Tuy nhiên với cái phép kiểm định two-way ANOVA này á, thì chúng ta cái mà chúng ta quan tâm là cái bảng ở dưới này các bạn này. Đó, chúng ta quan tâm liền cái bảng này. Thì khi mà các bạn quan tâm đến cái bảng ở phía dưới này á, thì các bạn sẽ quan tâm đến ba cái hàng này cho mình. Hàng thứ nhất đó là hàng giới tính, hàng thứ hai đó là hàng trình độ, hàng thứ ba đó là hàng giới tính với trình độ luôn. Đây, các bạn thấy không? Bởi vì các bạn có nhớ cái giả thuyết mình đưa ra không? Giả thuyết thứ nhất đó là không có sự khác biệt về việc đánh giá cái biến A khi xét về giới tính. Cho nên chúng ta phải coi về giới tính. Không có sự khác biệt về trình độ khi đánh giá về biến A. Và không có sự khác biệt khi đánh giá về biến A nếu như xét về mối tương tác giữa giới tính và trình độ. Cho nên đó là lý do sao mình có ba hàng này. Được không? Đấy. Và nhìn vào trong ba cái hàng này thì các bạn thấy là tất cả các hệ số sig này, đây, sig đều lớn hơn 5%. Đúng không? Đổ ra 5%, đổ ra phần trăm là đều lớn hơn 5%. Đều lớn hơn 5% tức là không có sự khác biệt. À, chắc chắn là không có sự khác biệt rồi.
được không nào? Đấy, còn nếu như các bạn muốn biết rõ hơn, được không nào, là trong từng cái nhóm phân loại á, đấy là nó sẽ có cái sự khác biệt như thế nào nữa, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm. Nhưng mà đây là chúng ta thấy nó không có sự khác biệt rồi, cho nên là những cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta muốn tìm từng nhóm từng cặp thôi, được không nào? Từng nhóm từng cặp nghĩa là gì? Ví dụ như bây giờ các bạn muốn tìm giữa các cặp với nhau, ví dụ như bây giờ này là chúng ta muốn tìm giữa các cặp, đó là trình độ trung học phổ thông với đại học, rồi trung cấp cao đẳng với trung học phổ thông, hay là những cái cặp như vậy, đúng không? Với trường hợp đó là cái hệ số xích của trình độ này nó phải bé hơn 5%, nhưng mà đây là nó lớn 5% rồi, cho nên là những bước tiếp theo chúng ta làm nó cũng ra lớn 5% thôi, được không nào? Đấy, giả dụ sau này chỗ này các bạn tìm thấy chỗ này nó nhỏ hơn 5% nha, ví dụ mình giả dụ, đúng không, thì các bạn sẽ làm là vô analyze, được không nào? Rồi các bạn vào y lại trong cái mục hồi nãy, đó là General Linear Model Univariate. Rồi các bạn sẽ bấm vào cái mục đó là box hot. Trong mục box hot các bạn sẽ đưa cái biến trình độ qua, trong mục là box hot test for trình độ. Bởi vì sao? Bởi vì hồi nãy mình nói với các bạn là mình giả dụ cái hệ số xích của cái biến trình độ nó nhỏ hơn 5%, cho nên mình mới đưa cái biến trình độ vào đây. Còn nếu như sau này giả dụ rằng là cả hai mà nó đều nhỏ hơn 5% thì đưa cả hai vào đây, được không? Đấy, rồi các bạn sẽ bấm vào cái mục đó là scale, bấm continue, rồi các bạn bấm ok cho mình. Đây thì nó sẽ ra nè, đấy, đây nó sẽ ra thêm cái bảng này, đúng không nào? Ra thêm cái bảng này, nhưng mà các bạn thấy này, tất cả hệ số xích đều lớn 5%. Hệ số xích này nghĩa là gì? Đó là nó so sánh giữa cặp trình độ này với cặp là trung cấp cao đẳng, cặp trình độ trung học phổ thông với đại học này, cặp trình độ trung học phổ thông với sau đại học thôi. Các bạn hình dung không? Tương tự những cái dưới này là từng cái cặp đó. Đấy, các bạn thấy, được không nào? Đấy, còn nếu như mà các bạn muốn vẽ đồ thị để thể hiện minh họa sự khác biệt nữa, ở đây là nó không có sự khác biệt thì vẽ đồ thị đó nó cũng sẽ không, tức là nó cũng sẽ đồ thị nó sẽ ngang ngang nhau, đúng không? Thì các bạn muốn vẽ đồ thị thì các bạn sẽ vô trong mục là graph, các bạn sẽ chọn đó là legacy dialogs và các bạn sẽ chọn đó là linear, được không nào? Trong mục linear này các bạn sẽ chọn đó là multiple. Đấy, các bạn bấm define. Sau khi bấm define xong thì các bạn sẽ đưa cái biến a là cái biến mà các bạn cần đánh giá này vào trong cái mục đó là other variable. Đây, đây other variable là nó vẽ trên trung bình này, các bạn thấy không? Rồi tiếp tục thì ở trong cái mục đó là category axis thì các bạn có thể đưa cái biến giới tính vào, được không nào? Rồi các bạn đưa cái biến trình độ vào define line by, được không nào? Rồi các bạn bấm ok. Rồi các bạn thấy, đây, được không nào? Nhìn vào đây thì các bạn thấy nó có bốn đường này nó sẽ vẽ theo cái biến trình độ, được không nào? Và ở dưới này có hai mức, đó là mức nam và mức nữ trục hoành này. Đấy, các bạn thấy này, mức nam và mức nữ. Đấy, được không nào? Nó không có sự khác biệt các bạn nha. Được không nào? Rồi, thì đó là cái kết quả phân tích two-way ANOVA. Được không nào? Các bạn có thể xem và các bạn có thể thực hành lại, được không nào? Đấy, trong cái trường hợp của mình. Và với cái kết quả phân tích two-way ANOVA này, một lần nữa mình kết luận với các bạn á, là không có sự khác biệt khi đánh giá về biến A trung bình, cụ thể là biến A trung bình của chúng ta đấy, khi xem xét đến cả hai cái biến phân loại, đó là giới tính với trình độ luôn, được không nào? Đấy, rồi thì đó là cái phép phân tích two-way ANOVA, tức là kiểm định phương sai hai yếu tố, được không nào?